Dạ hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả anh chị nha. Bây giờ bên salon em có báo giá những mẫu xe còn lại bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 nữa chị ạ. Kia Morning sản xuất năm 2015. Con này số sàn anh chị nha, máy 1.2. Dòng này thì 5 lít trên 100 km thôi. Đời 2015 anh chị nha. Form mới. Nội thất nè. Đó, nội thất của con Kia Morning nè. Xe siêu đẹp luôn. Đó, chất xe gia đình người ta đang sử dụng, đang chạy anh chị nha. Ký giấy ủy quyền đầy đủ hết. 4 vỏ mới, 4 bông đúc. Con này bên Trường Anh bán giá 195 triệu nha. Bằng cho em nó một cái áo bộ áo nè, màu đỏ bọc đô nè. Rất là dễ thương, nhẹ nhàng trong cuộc sống luôn anh chị ạ. Xe này thì Trần Anh cũng đã làm clip rất là chi tiết đến toàn thể tất cả bà con này nhé. Đó, từ phần táp lô, thảm chống nóng đầy đủ rồi. Trên con xe không thiếu một cái gì ạ, côn số là nguyên rin nè. Nội thất là bao đẹp nhé. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nha. Form dáng của con Kia Morning, giá bán là 195, đăng kiểm tháng 6 năm 2020. Xe này thì Trần Anh cũng làm clip rất là chi tiết rồi nhé. 49A02006. Đó, form dáng đó, nhìn đẹp lắm. Máy móc keng xà beng nha, cam kết với anh chị 100% là máy không cứng đục, không gập nước nha. Đây ạ, tiếp tục em còn con Hyundai Getz, sản xuất năm 2009, hàng nhập khẩu nguyên con anh chị nha. Con này hàng nhập lắm anh chị, nhập Hàn Quốc. 4 vỏ mới 80%. Đồng sơn form dáng của em Hyundai Getz nè. Đây là chất xe gia đình, rất là nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Máy là 1.1 anh chị nha. Con này thoải mái thôi, nó nằm tầm 5 lít thôi anh chị ạ. Trên 100 km. Form dáng rất là đẹp, nhỏ gọn, vừa túi tiền đến tay người tiêu dùng nha. Đó, anh chị thấy con Hyundai đẹp không? Bốn cánh cửa rất là đều đặn, không có dấu hiệu là cứng đục từ những cái sóng lường chạy nè. Đó, của con xe nè anh chị coi, sắc bén lắm, vuông thành sắc cạch anh chị nhá. Đó, phong dáng của con Hyundai Getz đó anh chị, bản số 79A05760, xe chính chủ ký quyền. Xe này cũng một đại gia đang đi anh chị, Hyundai Getz biểu tượng logo nè. Đó, chị thấy bốn cánh cửa không đều không, đều lắm, xe rất là chất. Nỉ nè, đời 2009 anh chị nha. Xe này đồng sơn nội thất đẹp 80% luôn. Xe không có một xíu lỗi lầm. Ghế ở trong nội thất mới lắm, không có dấu hiệu là chầy xước nha. Xe này thì Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Em báo giá thì em quay sơ về đồng sơn nội thất cho anh chị thôi nhé. Bốn cánh cửa tháp bi rất là đều luôn, rất là liền, không mất phân chỉ nào anh chị ạ. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đây ghế nè anh chị coi nè. Đó là phần ghế nè, ghế bên phụ, ghế bên tài nè, côn số là nguyên rin nè, trang bị theo xe là màn hình cam gia đầy đủ trên con xe này nha. Đây là cũ số là không có dấu hiệu bị phai mờ luôn, là anh chị biết rồi đó. Vô lăng ba chấu, màn hình cam gia đầy đủ trên con xe rồi, không thiếu gì luôn. Ghế rất là sạch sẽ nè. Chứ mấy cái dòng xe mà Trần Anh dừng ở salon thì anh chị đừng có hỏi Trần Anh có mục mọt gì không nhé. Mấy dòng này không bao giờ có một dấu hiệu là mục mọt đâu, xe là bao chạy bao lỗi với tới toàn thể tất cả bà con luôn. Những anh chị nào mua xe ở đâu thì Trần Anh không biết, nhưng mà mua xe riêng bên salon bên em, máy móc Trần Anh bảo hành cho anh chị hết một năm nha. Điện đóm em sẽ không bảo hành được đâu. Đó là con Hyundai Getz. Con này Trần Anh bán giá công khai cho toàn thể tất cả anh chị bà con là 180 triệu nha. Đời 2009 hàng nhập. Anh chị nào mua Trần Anh có bớt cho anh chị luôn nha. Biểu tượng logo Hyundai nè. Đó, 180 triệu là anh chị có thể sở hữu được con Hyundai Getz rồi. Mua Trần Anh đều bớt nhé. Đó, phong dáng nè anh chị, đẹp chưa. Tiếp theo ạ, đây là con dây. Đây là con dây nè, con dây GL đời 2000. Chiếc xe này đẹp như xe mới rồi.
Đây là phong dáng nè. Anh có xe gì anh? Tải nhỏ à? Tải nhỏ mình đâu có đâu. Em bên em toàn du lịch không à? Dạ, tải không có anh. Tải nhỏ thì anh chạy xuống 154 Trần Phú đi nha, chi nhánh 1. Đúng rồi, anh chạy thẳng xuống Lộc Sơn nha. Dạ đúng rồi, ngay chỗ Lộc Sơn là tới luôn nha. Đây nè anh chị, đó con dây nè, con dây đời 2000 nè, đẹp lắm, bốn vỏ mới đồng sơn không một vết trời nha. Chắc chắn rồi, dòng xe đã qua sử dụng thì bên Trần Anh cũng phải về chỉnh sửa và có làm đẹp lại nó nha, chứ không phải tự nhiên nó đẹp sẵn như vậy đâu anh chị. Đó, dây GL đó anh chị, nước sơn không một vết trời luôn, bốn vỏ mới 80%, cùng đèn nguyên rim đầu xe nè, biểu tượng của dây nè, xe này 49E18000 chín nút luôn. Toyota thương hiệu đến từ bông lúa vàng Việt Nam nha, trang bị màn hình cam dê đầy đủ trên con xe rồi, phần phía sau của cản là không một vết trời. Đó, cái anh chị coi cái chất sơn nè, nước sơn rất là đẹp luôn, đẹp len keng luôn nhé. Đây nè anh chị, trải nghiệm với Trần Anh vô phần nội thất của con dây nè, nội thất siêu đẹp luôn chị ạ. À, nỉ non nguyên bản cho xe, bốn kính Toyota không dấu hiệu là thay thế. Đây nè ghế nỉ anh chị nha, dòng này là ghế nỉ 7 chỗ, máy 1.8, máy xăng, hộp cấp 5 số nha. Đó, ghế phía sau nè, toàn bộ nè, anh chị coi ghế nỉ nè, đẹp chưa? Trần là trần nỉ anh chị nha, đây là trần nỉ hết toàn diện những con xe này, dàn lạnh nè, dàn lạnh là nguyên bản cho xe nè, không có một dấu hiệu là vết trầy trụi trên con xe luôn. Mua về là sử dụng anh chị ạ, à, giá cực rẻ. Con này giá 165 triệu, anh chị mua Trần Anh có bớt cho anh chị luôn nha. Đó là Trần Anh báo giá chi tiết từng con xe còn lại bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 nhá. Bốn cánh cửa là keo chỉ không mất phân nào. Dòng này thì anh chị cũng đừng hỏi Trần Anh là xe có bị cứng đụng ngập nước gì không nha. Riêng những chiếc xe em bán ra em đều bao hết cho toàn thể tất cả anh chị, bao cứng đụng, bao ngập nước và đồng thời máy móc bên em bảo hành cho anh chị luôn nha. Đó, đây là trải nghiệm vô phần tắp lô trên con xe nè, tắp bi nè, đẹp như nhau anh chị nha. Vô lăng nè, của Toyota dây nè anh chị ạ. À, đây là phần tắp lô nè. Ồ, màn hình cam dê không có một dấu hiệu là trầy trụi trên con xe luôn. Ở ghế nỉ đó anh chị, dòng xe đã qua sử dụng rồi, bên em đã đưa qua công nghệ 4.0 xử lý toàn diện trên con xe rồi. Giá tiền tầm trung để đến với tay người tiêu dùng, côn số là nguyên rim theo xe nè, đèn còi xi nhan tích hợp và gương chỉnh điện đầy đủ với con xe luôn nhé. Đó, toàn bộ là ghế nỉ hết, rim đét anh chị ạ. À, mua về là chạy thôi. Đây phong dáng của con dây nè, đẹp nứt ngây luôn. 49E18000 xe 9 nút nha, biểu tượng của Toyota, hai cụm đèn trước mới len keng không một vết trời, máy 1.8. con này nằm cỡ tầm 8 lít thôi, 8 lít trên 100 km. Giá Trần Anh bán là 165 triệu, anh chị mua Trần Anh bớt cho anh chị con dây GL nha, nó là bản GL đời 2000 anh chị nha. Đây tiếp theo là một con Jolly nè, con Jolly này màu bạc anh chị ạ. À, bản số 47E21029, hai cụm đèn trước mới len keng không một vết trời anh chị nha, đồng sơn thân vỏ rất là đẹp. Đây là hai cụm đèn anh chị nhìn nè, hai đây là form mới rồi nha anh chị nha, hai cụm đèn không một vết trời luôn, biểu tượng của chữ Mitsubishi nè anh chị, hai cụm đèn là mới lắm. Con này Trần Anh bán giá 155 triệu, em nói sản xuất năm 2004 anh chị nha, nó là bếp full, số sàn, máy 2.0. dòng này của Indonesia nha, 155 triệu, anh chị mua cho anh bớt cho anh chị luôn nha. Đó, em báo giá chi tiết từng con xe rồi đó. Form dáng rất đẹp anh chị nha,
Dòng xe là ghế nỉ, dòng 7 chỗ có thể chở được 8 người anh chị nha. Đây anh chị coi đồng sơn của con xe nè. 5 cánh cửa được dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi mâm đúc. 4 vỏ mới có được 80%. Biểu tượng của Jolly. Hai cụm đèn phía sau nè, mới len keng luôn. Con này dòng bánh treo anh chị nha. Đó, anh chị thấy đẹp không? Ghế ở trong toàn bộ là ghế nỉ, đã được chủ nhà tích hợp bọc cho em nó một cái lớp da bên ngoài rất là hoành tráng luôn. Đây nè anh chị coi nè, từ cái phần cửa nè, từ cái phần ghế ngồi của cửa nè, mới len keng luôn nhé. Đây là những sóng lường không dưới được tác động tung qua nè, đẹp lắm. Lót sàn nè, đó chị thấy lót sàn không? Xe này bên em còn đã đưa qua công nghệ 4.0 tẩy rửa toàn diện trên toa xe rồi nhé. Phần ghế là không một vết trầy luôn, ghế là ghế nỉ, bọc một lớp da bên ngoài rất là xịn anh chị nha. Đây là lớp da của em đó nè. Đó, xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Cực đẹp, cực chuẩn đến tay người tiêu dùng luôn. Máy móc đồng thời bảo hành toàn bộ cho anh chị hết nha. Vô lăng 4 chấu, trang bị cho em nó là thêm một cái đầu đây nè, một cái màn hình nghe nhạc nè. Đó, chị thấy không? Một cái màn hình người ngồi sau có thể kết nối nghe nhạc xem phim trên con Jolly nhá. Rất là đẹp luôn, màn hình gập nè. Màn hình rất là lớn, mười mấy inch. Đây là phần táp lô nè, anh chị coi nè. Phần táp lô trên con xe nè, không có dấu hiệu là khoan đục hay chém đục nha. Những cái vân ga trên phần táp lô nè, qua thời gian 5 tháng không bị phai mờ luôn nha. Đây là núm vú chỉnh vàng lạnh nè anh chị ạ. Bấm vào đây là AC, nhả ra là không AC nhé. Có nhiều khi anh chị hỏi Trường Anh ơi, cái vàng lạnh này bấm AC ở đâu, thì Trường Anh chỉ nè. Cái vàng lạnh nha, khi mà anh chị mở lên như vậy, nó chỉ có gió thôi nha. Nhưng mà khi anh chị bấm vô một cái là AC, cái nút nó hiện ở đây là nó sẽ hiện lên nha. Nhẹ ra mất AC là bấm vô là có AC nè. Đó, nó chỉ có vậy thôi nha. Đó là vàng lạnh của con Mitsubishi Jolly. Xe đẹp lắm. Từ phần táp bi, 4 cánh cửa keo chỉ là không mất phân nào anh chị nha. Đẹp len keng qua thời gian và 5 tháng luôn. Đó là những chiếc xe chuẩn mà bên Salon Ô tô Việt Nam bên em đi sàng lọc lựa chọn về để phục vụ bà con cô bác đó. Trần là trần nỉ nguyên bản nè, vàng lạnh là nguyên bản tàu xe nhá, mới ken xà beng luôn. Mua về là chạy thôi, ngoài gì ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa anh chị nha. Chất đóng cửa rất là liền, 4 cánh cửa anh chị coi nè. Đó, chị thấy 4 cánh cửa phần keo chỉ của em đó không, không mất một phân nào luôn. Đây là phần tắp bi cửa nè. Đây nè anh chị coi nè, anh chị thấy những sóng gân guốc chạy không, không dưới được móc méo tông pha luôn nhá. Ghế phía sau nè, dòng này 8 chỗ nha, anh chị có thể chở được 8 người vô tư nha, học tì tay đầy đủ trên con xe rồi nè. Đó, đẹp len keng luôn. Đây là phần ghế phía sau nè, anh chị coi nè. Ghế phía sau cũng rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục mọt. Trần là trần nỉ hết toàn bộ nha. Vàng lạnh là 6 lỗ thông lạnh lớn nè. Đó, mua về là chạy thôi, đây là tổng quan phần táp lô trên con Jolly Mitsubishi nè anh chị. Em quay chi tiết và quay tổng thể cho anh chị nhé. Con này bên Trường Anh bán giá 155 triệu anh chị nha. Anh chị tới mua Trường Anh có bớt cho anh chị luôn. Đó là form dáng con Jolly 204, dòng xe Mitsubishi, máy xăng, máy 2.0, 10 lít trên 100 cây anh chị nha. Suzuki Vitara, xe này thì một người em trai ở trên Đức Trọng đã chốt cọc cho Trường Anh rồi. Trường Anh đang đi rút hồ sơ ra tên cho em nha. Đây ạ, tiếp theo là một con Mitsubishi Jolly. Con này màu xanh anh chị nha, màu xanh vỏ dưa, bảng số 81E18075. Hai cụm đèn trước là mới len keng luôn nè. Xe này thì Trường Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Đó là những mẫu xe hiện tại đang trưng bày tại Salon Ô tô Việt Nam chi nhánh 2 bên em nhé. Bên Trường Anh nhận giao xe 64 tỉnh thành anh chị nhé. Đồng sơn form dáng rất là đẹp, hai cụm đèn trước không có dấu hiệu là trời trụ luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2020. Con này là đời 204. Dòng xe này là ghế nỉ nguyên rin. Trước tích hợp chủ nhà đã bọc cho em nó toàn bộ là áo ngồi rồi nè. Đó, một cái bộ áo choàng nè.
Áo choàng có chế độ massage luôn nè anh chị ạ. Cái cục này ngồi massage êm lắm. Tắp bi cửa nè, vô lăng bốn chấu nè, tắp lô nè. Không có dấu hiệu là khoan đục nha. Toàn bộ là chỉnh toàn bộ dàn lạnh là núm vú hết toàn diện nha. Núm vú hết toàn diện anh chị nha. Áo mua về là chạy thôi. Xe đẹp ngất ngất ngây luôn anh chị ạ. Keo chỉ bốn cánh là không mất phân nào ạ. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Đây là phần ghế nỉ nè. Đó anh chị thấy phần ghế nỉ chưa? Ghế nỉ là nguyên zin theo xe nè. Sàn là sàn nỉ luôn nhé. Chân chân nỉ. Dàn lành 6 lỗ nguyên bản theo xe. Đây là phần ghế sau nè. Đó còn rất là sạch nhé. Dòng này máy cũng 2.0 anh chị nha. Dòng xe đã qua sử dụng. Thương hiệu đến từ Indonesia nhé. Không dán con cho ly bánh treo nè. Những mẫu xe Trần Anh bán ra đều rút được hồ sơ, giấy tờ, thủ tục pháp lý nhanh gọn lẹ, không làm mất thời gian đến anh chị nha. Ví dụ anh chị mua một con xe bên em, anh chị cần rút hồ sơ, nó nằm tầm vào trong khoảng 2 đến 3 ngày là có hồ sơ ra tên anh chị rồi nhé. Rất là nhanh, đúng thủ tục, đúng pháp luật anh chị nha. Đó là form dán con cho ly 204 đó. Con này bên Trần Anh bán giá là 155 triệu. Anh chị mua Trần Anh đều bớt cho anh chị luôn nha. Và tiếp theo à, em xin giới thiệu đến một mẫu xe nữa, cũng là do ly. Đây là con do ly sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu năm 2007. Bánh treo, xe này là siêu cọp. Sơn riêng trên con xe này phủ 75%, đồng sơn, tôn vỏ, thân vỏ rất là mỏng. Hai cụm đèn mới ken xà beng không một vết trời luôn. Là bánh treo anh chị ạ. Đây là biểu tượng của Mitsubishi nè. Dòng xe này cũng đến từ thương hiệu châu Á nhé, Indonesia. 82E05998 nè. Máy 2.0, máy xăng. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của con này cũng tầm 10 lít đến 11 lít trên 100 km thôi. Em nó bận cho em nó là một cái áo màu vàng cát anh chị nha. Nhẹ nhàng nhưng mà rất là cá tính trong cuộc sống luôn. Đi kèm với một bộ tem rin theo xe nè. Không có dấu hiệu là mục mọt hoặc rách rưới trên cái bộ tem này nhá. Do ly, xe cực đẹp luôn. Đó chị thấy những cái sóng gân guốc trên con do ly 205 không? Làm sao mà anh chị có thể tìm được cái chiếc xe thứ hai mà nó đẹp được như vậy? Con này ghế nỉ, bọc toàn bộ lớp da bên trong rồi nè. Đó, đây là phần ghế nè, rất là sạch sẽ. Dòng này là 8 chỗ ngồi anh chị nha. Dàn lạnh nè, dàn lạnh cũng 6 lỗ nguyên bản cho xe. Trần nỉ, bọc di lông cách nhiệt hết toàn diện. 5 cánh cửa thì dán tin cách nhiệt hết toàn diện con xe nhá. Keo chỉ là anh chị coi 4 cánh nè. Keo chỉ là không mất một phân nào nhá. Đó, chất đóng cửa rất là liền. Máy móc thì anh chị khỏi nói, Trần Anh thử, Trần Anh đã đăng clip chi tiết từng con xe rồi. Anh chị thích thì alo cho Trần Anh, kết bạn số Zalo Trần Anh gửi clip chi tiết từng con xe cho anh chị xem nhé. Côn số nè, nguyên bản của xe đây nè. Đó, dàn lạnh nè. Dàn lạnh là núm vú nguyên bản nha, vô lăng 4 chấu nha. 204, 205, 206. Nó giống nhau không khác cái gì nha. Nếu mà dòng bánh treo. Dòng xe này nó có hai bảng, một là bảng taxi, hai là bảng gia đình. Bảng taxi là bảng thiếu anh chị nha, là bánh gầm nha. Đó là báo luôn để anh chị sau này anh chị mua một con xe, anh chị phân biệt được thế nào là bảng taxi và thế nào là bảng gia đình nha. Đây là bảng gia đình, đây là bảng gia đình nó mới có những cái núm vú anh chị nha. Đây là bảng gia đình nó có những cái núm vú nè, đó nó có những cái núm vú nè. Và cái phần tappy cửa nó khác cái bảng bánh gầm nha. Anh chị để ý giùm cho Trần Anh, mua một con xe không phải bị lầm nhé. Em vừa quay vừa hướng dẫn tất cả các bà con cô bác mua một con xe thật là chất và để phục vụ gia đình nha. Có nhiều anh chị vội vàng quá mua một con xe, mua phải ngay cái con bảng taxi về khóc lên khóc xuống, gọi cho Trần Anh kêu mua nhầm. Đó là Trần Anh hướng dẫn để anh chị lựa chọn một cái dòng xe vừa tầm túi tiền của mình,
mà mua về rất là thoải mái, không phải suy nghĩ hoặc không phải đắn đo trong cuộc sống anh chị nha. Đồng tiền mồ hôi nước mắt anh chị bỏ ra là đồng tiền bát gạo. Mua một con xe nó phải xứng đáng và nó phải chất. Về không phải băn khoăn, không phải phải suy nghĩ bất cứ một khoản gì nữa được anh chị ạ. Audi cũng đang cho làm nè anh chị, cho làm lại sơ cái cặp đèn nha. Phong dáng Audi hai cửa nè anh chị ạ. Đẹp lắm. Biểu tượng của logo Audi. Đó dòng xe hai cửa anh chị nhá. Đây là con Jolly đời 2005 nè. Hai cụm đèn nguyên zin cho xe, không có dấu hiệu là đồ chế nhá. Mới ken xà beng luôn, sơn rin phủ 75% trên con xe anh chị nhá. Đăng kiểm tháng 6 năm 2020. Đồng sơn phong dáng rất đẹp, rất là liền lạc. Gầm bề là cam đoan với anh chị 100% những mẫu xe em dựng tại Salon ô tô miền Nam chi nhánh 2, không có một xíu mục mọt nha. Đồng thời anh chị mua máy móc bảo hành cho anh chị 1 năm, điện đóm chừng anh không bảo hành được đâu. Nhiều khi cháy cái cầu chì hay nó trục chặt cầu chì em bảo hành làm sao? Đẹp lắm. Anh chị biết tính chừng anh rồi, có sao quay dậy, có sao báo dậy. Không nói thêm nó bớt nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe mỗi khi Trần Anh đăng xe hàng ngày nhé. Đó, tổng quan còn lại về những mẫu xe bên Salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 bên em nè. Jolly thì còn 1, 2, 3 con, dây còn 1 con. Hyundai Getz 2009 còn 1 con. Kia Morning 2015. Đây là chiếc xe gia đình. Đồng sơn mới ken xà beng, không một vết trời luôn, gầm bề mới chết. Không một xíu mục mọt nha. Không có một xíu mục mọt đâu. Xe này thì Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Anh chị tham quan, anh chị yêu thích mẫu xe nào bên Trần Anh thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô nhé. Anh chị thấy 1, 2, 3, 4 cái vòng móc không? 4 cái vòng móc này là tượng trưng một hãng xe của Đức anh chị. 51G, 527, 50 nè. Mày lấy đâu cái sơn đen đó, mày che nó, mày xịt cho tao cái này đấy. Nên mày lấy cái hộp sơn đen này ha. Cái tờ báo. Đó, anh chị thấy cái máy của Audi chất không? Chất nụi luôn. Xe cọp đó. Nội thất thì cũng phải suy nghĩ đâu nhá. Một lần nữa cho anh xin chân thành cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.